Bạn đừng đầu tư nếu không biết Hà Nội nơi giá bất động sản tăng từng ngày, nửa đêm khách vẫn đội mưa đi mua nhà. Nhà đất Hà Nội nóng thời gian qua khiến người đi xem nhà mạnh dạn xuống tiền ngay vì lo ngại chần chừ rằng giá nhà sẽ còn tăng tiếp, thậm chí giao dịch đặt cọc còn được thực hiện ngay lúc nửa đêm. Chị Hoa môi giới nhà đất cho biết hiện nay người mua không còn tâm lý kiêng xem nhà mua bán vào tháng 7 âm lịch nữa. Tầm này họ đi xem khá đông, tìm được căn nào ưng ý, họ sẽ đặt cọc ngày và chờ sang tháng 8, đẹp sẽ chọn ngày công chứng vào tiền. Vậy Hà Nội có gì mà hot đến vậy, mình cùng xem thử quy hoạch nha. Mọi người có thể thấy khu vực này có vị trí gần với đường Lê Đức Thọ này sẽ được quy hoạch thành khu đất 3A13A2 Liên hợp Thể thao Quốc gia. Còn ở khu vực đường Phạm Hùng Lê Đức Thọ có đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo sẽ được quy hoạch thành đất thương mại dịch vụ. Quy hoạch đất thương mại dịch vụ thu hút các nhà đầu tư vào xây dựng các trung tâm thương mại, cửa hàng, văn phòng, khách sạn, tạo ra nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Và giá cả khu vực này sẽ dao động từ 997,5 triệu đồng trên 1m² đến 1,42 tỷ đồng trên 1m². Vào ngay ghi lân.vn để kiểm tra quy hoạch nhà đất và xem tất cả các loại bản đồ quy hoạch trên toàn quốc.